Bên em mới cập nhật được thêm con xe này nhá. Con xe lăn bánh năm 2020 và giá cực yêu luôn, chỉ có hơn 400 triệu đồng. Hơn 400 triệu đồng thôi các bác ạ. Đấy, xe cực kỳ mới các bác nhá. Zin hết toàn bộ cả xe, chỉ tỉa lại có một chút sơn bên ngoài thôi. Nội thất zin, keo chỉ zin và máy số của xe cũng vẫn còn zin các bác nhá. Với sơn là màu đỏ, một chủ từ đầu sử dụng. Mẫu xe sedan 2 đầu, đến được thương hiệu của Mazda, được mang tên là Mazda 2 các bác nhá. Đấy, biển 98 Bắc Giang đây. Một cái lớp sơn rất là nổi bật đúng không ạ? Nội thất màu đen, da zin, bên ngoài thì có thể là màu đỏ rồi đúng không ạ? Còn nội thất bên trong của chiếc xe đây các bác nhá. Đây em mời các bác mình xem luôn. Thì chiếc xe này cũng đã được lên một số đồ chơi rồi. Các bác nhìn thấy này. Là có gì ạ? Có sàn 5D đúng không ạ? Đấy rồi có một số những cái đâu nhỉ? Dán kính. Đấy, dán kính nữa các bác nhá. Dán kính rồi. Vâng, và một số cái nữa. Bây giờ thì em sẽ cho các bác biết về một số những tính năng của cái chiếc xe Mazda 2 này. Đấy, có gương kính điều chỉnh điện được làm toàn bộ ở đây. Và kính của xe là kính một chạm auto các bác nhá. Đây chỉnh gương đây, cục gương đây. Đấy, và có chống trơn trượt, có chế độ i-stop thông minh khi dừng đỗ các bác nhá. Và vô lăng được tích hợp rất là nhiều những cái phím điều khiển. Đây các bác nhìn xem. Chỗ này là có túi khí an toàn này, rồi đi ga tự động cruise control được làm bên đây này. Rồi đây là bên đây là điều chỉnh âm thanh và đàn thoại rảnh tay được làm ở cái vị trí bên đây nhá. Đấy, vô lăng logo xe rất đẹp. Hiện tại mới chạy được có ít vạn thôi. Đây em bật cho các bác xem cái km của chiếc xe nhá. Đây km của xe đây ạ. Các bác nhìn luôn. Chỉ có hơn 2 vạn km thôi, 2 vạn 3 đúng không ạ? Quá ít cho một con xe đời 2019, đăng ký là đầu năm 2020 các bác nhá. Ở chỗ này có một cái màn hình giải trí nguyên bản theo xe này. Và phần tắp lô của chiếc xe được thiết kế bằng chất liệu da. Đây, đây bằng chất liệu da các bác nhá. Và đây là chìa khóa của chiếc xe. Đây, vẫn còn nguyên hai chìa khóa luôn. Xong đấy thì chỗ này là có cổng USB AUX, cổng điện da 12V. Và đây là cần số tự động của chiếc xe các bác nhá. Đây, và chỗ này là có chế độ đi thể thao này, sport này. Và chỗ này là gì ạ? Chỗ này là để chỉnh âm lượng và điều chỉnh hệ thống âm thanh của chiếc xe được nằm ở vị trí này. Và một số những cái tính năng khác các bác nhá. Đấy, mình vặn đây và mình nhìn trên màn hình là mình sẽ thấy được cái chế độ hiển thị của nó. Túi khí an toàn bên đây và ở giữa vô lăng nữa, hai túi khí an toàn các bác nhá. Và tắp lô của chiếc xe này với lại dòng tắp lô của Mazda CX-5 rồi Mazda 3 thì nó gần giữa giống nhau. Đấy, các bác nhìn xem này. Đấy. Và thiết kế có sự khác biệt so với tất cả những loại khác đúng không ạ? Nó khác biệt ở phần tắp lô phía bên kia. Rất là hay. Nhìn chiếc xe sang hơn rất là nhiều, đặc biệt cái cửa gió nữa đúng không ạ? Cửa gió tròn này xoay 360 độ luôn. Đây. Đấy, rất hay luôn. Nội thất vẫn còn khét mùi mới luôn các bác nhá. Phần vách cửa đây các bác nhìn này. Đấy, sàn 5D của chủ trước người ta cũng đã được lên rồi. Đây là vách cửa. Xe đẹp long lanh, còn rất mới. Bên em bán cho các bác, bên em cũng sẽ bảo hành cho các bác yên tâm. Các bác nhá. Bảo hành luôn. Đấy, bảo hành luôn để các bác mình thực sự yên tâm khi đến với lại siêu tiêu đô Hải Dương. Em Mr. Trăng các bác nhá. Hiện tại thì em đang di chuyển quay từng phần cho các bác mình cùng xem. Đây các bác xem thật kỹ từng cái vị trí của chiếc xe các bác nhá. Đây. Đấy, ok chưa? Ok nha các bác xem cho em cùng alo để bên em chốt giá đẹp nhất, sẽ có giá tốt nhất cho mình mua các bác nhá. Đây ạ. Hiện tại em đang quay ở trong nhà thì nó cũng độ sáng của nó cũng đến vừa tầm để cho các bác xem đúng không ạ? Không bị chói quá mà không bị lóa quá đúng không ạ? Đây em quay gần chút ở cái khu vực này đi để các bác xem nhá. Cái chất nhựa của chiếc xe này nó còn rất mới. Đây, tổng thành của chiếc xe còn rất mới các bác nhá. Xong cửa các thứ đầy đủ. Và đây là phần ghế phía sau. Hàng ghế này thì cực kỳ là ít ngồi đến. Rất ít ngồi đến các bác nhá. Ở chỗ này có một cái tì tay rồi, máy chủ trước cũng đã được lắp thêm. Phía sau đây thì mình có thể đựng đồ này. Trần của xe thì nó là trần nỉ các bác nhá. Một con xe đến từ thương hiệu của Mazda. Cực kỳ bền lành, kinh tế. Máy 1.5 thôi thì chiếc xe này nó tầm khoảng là 4-5 lít, tầm khoảng là trên dưới 5 lít trên 100 km các bác nhá. Rất ít nhiên liệu luôn. Một chủ từ đầu biển Bắc Giang. Biển của xe cũng khá là đẹp. Nếu bác nào mà không muốn giữ nguyên biển này thì mình có thể sang tên, rút hồ sơ để về mình bấm biển mới. Đấy. Sang đăng ký mới các bác nhá. Còn bác nào mà muốn làm công chứng ủy quyền mình giữ nguyên biển thì cũng được. Bên em làm luôn cho, rất đơn giản thôi.
Phía sau được trang bị có 4 mắt cảm biến lùi, rồi có camera lùi các bác nhá. Đấy, đèn trước đèn sau thì như mới thôi. 2020 mới chạy được có 25 thôi đúng không ạ? Mới chạy được có 25 thôi mà, có chạy nhiều đâu đúng không ạ? Em chuẩn bị về một con nữa nhá, chuẩn bị về một con nữa luôn. Thì các bác mình cứ xem đi. Đây các bác nhìn này. Đấy. Các bác thấy có mới không ạ? Rất mới đúng không ạ? La giáp đúc nguyên bản theo xe, dạng lăm chấu kép mà nó thiết kế kiểu dạng phay đúng không ạ? Có phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Ở lốp của xe thì vẫn còn dày đây. Đây, cả nhà mình cùng xem nha. Cả nhà xem đi ạ. Đẹp đông đanh luôn phải không ạ? Các bác đang xem đứng mình đang xem đang rảnh tay nhấn like nhấn chia sẻ ủng hộ em với nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều. Đây ạ, các bác cùng xem ạ. Những cái vị trí phần tì tay, phần nắm bám này là bằng da bằng lý các bác nhá. Chỗ này da này. Đấy. Bằng da và kết hợp nhựa. Đấy, công tắc bấm chỉnh điện lên xuống tính đây. Bách cửa đây các bác nhá. Chỗ này cột xe cũng đã được ốp lốc rồi. Để làm gì ạ? Để chống sức cho những cái vị trí bước chân lên bước chân xuống đúng không ạ? Xe với nước sơn của với nước sơn đấy thì vẫn còn zin đến cả là tầm khoảng 90% các bác nhá. Độ zin của rất là nhiều, rất cao. Kính zin các bác nhá. Kính được dán xung quanh rồi và có cả cái bè mưa này nữa rồi. Tay nắm cửa của xe cũng có lúc. Bên em thì còn nhiều xe lắm, có cả Mazda 3, có cả Mazda CX-5. Còn nhiều dòng xe khác nữa, màu đỏ thì em có cả là Cerato 2018 màu đỏ nữa các bác nhá. Và một số dòng xe khác nữa màu đỏ. Rất đa dạng chủng loại đúng không ạ? Bác mình đến địa chỉ là 90.2. Bên kia là 225, bên đây là 90.2 các bác nhá. Đến trực tiếp với lại studio Hải Dương để mình tham quan tìm hiểu và cảm nhận những mẫu xe bên em đang bán, đang trưng bày rất nhiều xe để cho mình lựa chọn luôn các bác ạ. Đây, các bác xem cho em. Đấy, bộ ghế thiết kế rất đẹp mắt đúng không ạ? Thực ra thì cái vị trí này đấy ạ, nó là cái vị trí mà nó là lỉ và anh chủ trước người ta cũng dán da vào để cho sạch sẽ hơn rồi. Và con này của em nó là bản đủ các bác nhá, mà đủ kịch đấy ạ, chứ không phải bản thiếu đâu. Dòng xe này thì nó sẽ có một cái phiên bản là bản thiếu nữa, và thiếu thì nó rẻ hơn nhiều các bác nhá, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên là mình cũng nên phân biệt một chút bản thiếu và đủ. Đây ạ, đây là cái phần táp lô mà em đang quay rất là gần và chi tiết cho các xem các bác ngắm. Nội thất vẫn còn khét mùi mới luôn. Ở trên đây thì có gương chống chói này. Và trên đây thì có thể là có cái tem đấy, cái tem của nhà máy dán đấy vẫn còn nguyên. Và đây là lốc các bác nhá. Lốc đây ạ. Đăng kiểm của xe tháng 12 năm 23 rất dài. Ở chiếc xe này tháng 3 năm 2020 mới lăn bánh các bác nhá, mới mang đăng ký và lăn bánh. Và đây là phần form dáng bên ngoài mà em đang đứng từ xa xa em quay cho các bác xem. Form dáng của dòng xe Mazda 3 này, Mazda 2 như này, em rất kết bởi vì nhìn chiếc xe nó rất là phong cách, rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Đặc biệt đến phần đầu của chiếc xe. Thiết kế rất là ngầu, rất là chắc chắn. Các bác xem, với nước sơn thì rất là bóng mượt rồi. Mua về là mình không phải làm gì, không phải sửa gì, chỉ vệ sinh là đi thôi các bác nhá, đổ xăng là chạy thôi, không phải làm gì đâu. Đây phần đầu chiếc xe đây. Và bây giờ thì em tiến hành mời các bác xem phần gầm xong đến phần máy. Đây ạ, các bác xem nha. Các bác liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại này là số 093 8586307 hoặc 0389 000 555 hoặc 0335 838389. Đây là ba số chính, là ba số bên em đang dùng Zalo. Các bác hãy kết nối Zalo với bên em theo ba số đó để được xem tên hình ảnh xe này và những mẫu xe khác của bên em các bác nhá. Rất nhiều xe để phục vụ các bác luôn. Đây các bác nhìn này, có cả Mazda CX-5 luôn, rất nhiều dòng xe khác nữa. Vâng, các bác nhìn xem long lanh như một chiếc xe mới đúng không ạ? Như một chiếc xe mới luôn. Em ơi đánh vào anh quay nút con này thôi, hôm nay công việc rồi.
Đấy, sáng mai anh quay. Vâng, mỗi ngày thì em quay tầm khoảng 3 đến 4 con xe các bác nhá. 3 4 con xe em lại thỉnh thoảng là em cũng sẽ làm một cái clip phát trực tiếp về những cái mẫu xe đang có đang trưng bày bán tại siêu thị ô tô Hải Dương. Đây các bác nhìn này. Nhìn không khác gì một chiếc xe mới đúng không ạ? Đấy, xinh nhan báo rẽ làm trên gương rất đầy đủ này. Đấy rồi chỗ này là có một cái vị trí để đấy làm gì các bác biết không ạ? Các bác biết cái này làm gì không ạ? Để chắn mưa đấy ạ. Để chắn mưa nhá. Chắn mưa, chắn nắng. Đỡ bị chói và nhìn nó dễ hơn. Được, các bác xem cho em nốt phần gì gầm. Gầm thì nó chỉ hơi quán thôi, không có vấn đề gì đâu. Đấy, không có vấn đề gì luôn các bác nhá. Rồi tiếp theo là cái động cơ khu vực khoang máy của chiếc xe này. Anh ơi mở em cái khoang máy luôn đi. Tiện là tay. Tiện tay. Đây có ông anh trên Hà Nội xuống chơi. Tiện là bảo ông anh mở cho luôn. Ở khu vực dưới kia thì các bác thấy là đang có một số lượng khách chốt Vios này, rồi chốt Cerato này, một số dòng xe khác nữa. Và đây là chi tiết phần khoang máy động cơ của con xe Mazda 3, Mazda 2 này nhá. Vào đây ạ. Đây, tổng thể khoang máy đây, em quay gần cho bác xem. Đấy, máy móc bên em cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi, bác nhìn này. Rất là mới đúng không ạ? Máy rất là mới luôn. Đây, cabo. Cabo đây ạ. Các bác xem tới đây thì mình cũng đã được xem toàn bộ về tình trạng, biết về chất lượng của chiếc xe rồi. Thì các bác hãy liên hệ sớm cho bên em theo ba số điện thoại mà vừa em cung cấp. Gọi điện luôn, đừng tiếc gì 1-2 phút nhá. Đôi khi nhắn tin là bên em hay thường hay bị bận. Chưa nhắn được ngay thì các bác mình muốn nhanh, muốn vào việc luôn. Đấy. Và nó cụ thể hơn, các bác cứ alo, gọi điện cho bên em theo ba số hotline như của em đã cung cấp các bác nhá. Kết nối Zalo thì khi nào cần. Và những cái chương trình như là về vấn đề ship xe, chuyển xe thì bên em cũng sẽ ship và chuyển xe đến tận nhà cho các bác được. Đấy, rồi sang tên, đổi biển hoặc công chứng bên em cũng hỗ trợ cho các bác mình rất đơn giản và nhanh luôn các bác nhá. Và những vấn đề là như là đổi xe đi, bác nào có cái xe gì mình không muốn đi nữa, muốn đổi chiếc xe này hoặc là tất cả những mẫu xe khác của bên em thì bên em cũng sẽ hỗ trợ đổi cho các bác. Đấy, tính toán và đổi cáp làm sao hợp lý là được các bác nhá. Và bên em cũng thu mua lại tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, tất cả các dòng, tất cả các loại các bác nhá. Vâng ạ. Rồi video này em đã quay xong, xin kết thúc và tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những chương trình, những cái video lần sau. Em cảm ơn ạ.